Vâng, xin chào toàn thể các bác và anh em ạ. Hôm nay thì em Hải tiếp tục sẽ giới thiệu tới các bác và anh em một dòng súp điện Bát 30 hàng nhập khẩu chính hãng có COCQ của thương hiệu DB Autic. Model sản phẩm là DB KS312SA. Đây là phiên bản mới nhất 2023 của nhà hàng DB Autic ạ. Thì sản phẩm này cũng về hàng liên tục, nhưng mà trong chi nhánh miền Nam thì liên tục hết hàng các bác và anh em ạ. Thì hàng cứ vào, em cũng chưa kịp quay thì là hàng các bác lại nhấc chuyển đi luôn. Hôm nay thì hàng vừa vào cửa hàng, em lên sóng cho các bác và anh em thông báo tới các bác là súp điện bản cao và đời mới nhất của nhà hàng DB Autic đã có hàng tại chi nhánh Sài Gòn. Model KS312SA Bát 30. Với kích thước Bát 30 này thì sẽ phù hợp cho anh em phối ghép trong không gian gia đình từ khoảng là 35m² trở lại, và phù hợp phối ghép với những bộ dàn có những cặp loa là Bát 30 hoặc là Bát 25. Ok, em sẽ mở hộp sản phẩm này để quay về phần ngoại hình cũng như nội thất của chiếc súp này ạ. Các bác có thể thấy là bên trong thì đây bóc thùng một cái quả súp nguyên mới, thì trong sẽ có xốp này, xốp bên trên, xốp bên dưới nhá, và bốn góc sẽ ke xốp rất là dày như thế này thì di chuyển đi rất yên tâm. Nói chung là hàng của hãng cho nên là họ rất là cẩn thận với sản phẩm. Một dây nguồn, cái dây nguồn này đi kèm với máy này. Còn đâu khi các bác mua hàng tại Hiếu Minh Auto, em sẽ tặng bác một dây Canon kết nối từ vang này hoặc là nâng tiếng xuống súp dài khoảng 3m. Dạ vâng, đây là súp DB KS312SA. Thiết kế thì em về đánh giá thì nhỏ gọn hơn so với bản cũ, và thiết kế cái e-căng này, đó là bên trong cái viền gỗ này nhìn rất là đẹp. Các bác thấy không ạ? Cái phần e-căng này, e-căng khung gỗ này, e-căng vải được thiết kế nhét vào viền bên trong của khung gỗ. Thùng vách thì là sử dụng là thùng gỗ công nghệ MDF 12 lớp và gỗ giả gỗ vân gỗ màu vàng, đã phù hợp cho bác nào mà không gian nhà nhiều đồ gỗ đặt vào nhìn rất là sang trọng và rất đẹp. Rồi, phần e-căng ạ. Thì bản mới của DB Autic đều sẽ thay phần logo. Đây, phần logo này thì họ mới thay bản 2023 là thay chữ D này, DB Autic. Các bác có thể lên mạng search là cái bản cũ chữ D nó khác. Còn cái bản mới của DB Autic họ đều cho ra là series như là LX3, LX8 là đều sẽ thay chữ D như thế này, DB Autic. Tem của nhà hãng các bác có thể check được mã QR hoặc là quét trên Zalo. Thùng vách màu vân gỗ rất đẹp đúng không ạ? Màu vân gỗ cực kỳ đẹp. Về phần hậu là thông số, và cũng như là phần quan trọng nhất của súp thì sẽ có một là chiếc tem của nhà hãng dán ở đây để có thể là niêm phong về phần bo mạch công suất của chiếc súp điện này DB Autic KS312SA công nghệ của Mỹ. Tín hiệu đầu vào thì có hai rắc cắm, một là các bác và anh em cắm cho em rắc là hoa sen, cắm một rắc thôi các bác nhé, súp chỉ cần cắm một rắc thôi. Hai là các bác cắm cho em rắc Canon. Còn đây là ba đèn tín hiệu, một đèn clip cảnh báo quá tải, single là tín hiệu lớn, single màu vàng là tín hiệu lớn ạ, single màu xanh là tín hiệu đầu vàng. Đấy, tín hiệu nhỏ nó nháy đèn màu xanh này, còn tín hiệu to lên một chút thì là single màu vàng. Còn clip là cảnh báo là quá tải về công suất, nếu các bác đánh không gian quá lớn mà đánh súp này vào thì
mình mở to lên quá tải của công suất của cái bát thì nó sẽ báo đèn cho chúng ta biết được. Và đây là ba volume tinh chỉnh của chiếc súp này. Các bác cần phải nhận biết được thông số này để có thể là tinh chỉnh được hay nhất của chiếc súp này. Một là volume to nhỏ, hai là đảo pha. Phần đảo pha này là chỉnh delay của tiếng bát để trùng với delay của trùng với tiếng bát của loa, nó là rất là quan trọng. Các bác chỉnh cho em nhé, chỉnh cho em bên này, bên trái và bên phải, làm sao cho tiếng bát nó phù hợp, nó cũng đồng pha với tiếng bát của loa, nghe tiếng sẽ là cộng hưởng mạnh nhất và gọn gàng nhất. Đây là cắt cốt ạ. Cắt cốt thì cắt càng nhỏ thì tiếng nó sẽ càng sâu, mở càng to thì tiếng lớn hơn, nhưng mà cốt tiếng nó sẽ bị mở rộng hơn. Đấy, những cái yếu tố rất quan trọng các bác lưu ý cho em ạ. Lỗ thông hơi của chiếc súp này, lỗ thông hơi phía sau này các bác để cách súp cách tường khoảng tầm là 7-10 cm để cho độ thở của bát. Đặc thù những dòng súp nó thở rất là mạnh, khi bát đánh thì độ thoát hơi khí ra rất là mạnh, cho nên là các bác lưu ý cho em để nó phải rộng hơn so với loa, để khoảng 7-10 cm cách tường. Nhỏ gọn, đẹp đẽ, tiếng bát rất lực. Ok, thì bây giờ em sẽ mời các bác cùng em trải nghiệm chất âm của chiếc súp DB Autix KF312SA này nhé. Xin mời các bác cùng theo dõi. Dạ vâng. Vừa rồi thì các bác vừa được trải nghiệm một đoạn nhạc qua chiếc súp điện bát 30 của DB Autix này. Mọi người có thể thấy là tiếng bát rất là lực và gọn và rất là chắc chắn, đúng không ạ? Một chiếc súp điện bát 30 thôi mà tiếng bát đánh cực kỳ đỉnh. Đặc biệt của nó đó chính là nằm ở cái phần từ, là thiết kế là phần từ kép của nhà hãng đưa ra, là thiết kế là phần từ bát là từ kép, cho nên là đánh tiếng bát nó sẽ rất là lực và mạnh hơn so với các dòng súp điện bát 30 của các thương hiệu khác. Đây chính là ưu điểm của chiếc súp điện bát 30 của DB Autix này. Đó. Form nhỏ gọn, đẹp, bắt mắt và tiếng bát rất là hay và lực. Và giá thành thì rất là hợp lý tại Hiếu Minh Audio. Nếu các bác và anh em nào có quan tâm đến sản phẩm này có thể liên hệ qua bên em với các số điện thoại online. Ngoài miền Bắc thì em có số là 0919182233 và 0869997229. Cơ sở miền Nam có số là 0982352313, và các bác có thể là qua trực tiếp cửa hàng để trải nghiệm chất âm của các dòng sản phẩm tại Hiếu Minh Audio. Cơ sở ngoài Bắc có trụ sở tại 364 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội. Miền Nam có trụ sở tại 48B Cư Xá và điểm Hóc Môn, Hồ Chí Minh, và cách bến xe Sương khoảng 500-700m ạ. Và bây giờ thì em xin phép dừng clip đây. Hẹn gặp lại các bác và anh em trong những clip tiếp theo của Hiếu Minh Audio. Xin chào và hẹn gặp lại.